là một trong những vùng đất miền Trung được thiên nhiên ban tặng cho nhiều cảnh đẹp hoành tráng. Nhưng Phú Yên vẫn như nàng công chúa ngủ quên, chưa được nhiều người biết đến. Và lần này, đoàn khám phá Việt Nam của chúng tôi trở lại xứ hoa vàng trên cỏ xanh để giới thiệu một vẻ đẹp tiềm ẩn của nàng tiên ngủ quên này. Từ thành phố Tuy Hòa, chúng tôi đi theo quốc lộ 1A về phía Bắc để khám phá Vịnh Xuân Đài, một thắng cảnh quốc gia của tỉnh Phú Yên. Con đường quốc lộ vốn đầy khói bụi, nhưng khi vào đoạn này cũng trở nên xanh mát với những bóng dừa trong lành, như hứa hẹn mở ra một khung cảnh tuyệt vời sắp đến. Sau hơn 30 phút, Vịnh Xuân Đài bắt đầu hiện lên. Từ đỉnh dốc cao, chúng tôi bắt đầu chiêm ngưỡng Vịnh Xuân Đài với một màu xanh bất tận. Núi non bao bọc và vươn mình ra biển, tạo nhiều bãi biển, vịnh nhỏ trên Vịnh Xuân Đài, gây sao lòng du khách trong cái nhìn đầu tiên. Thấp thoáng là những xóm làng bình dị, rừng dừa xanh mát, những bãi biển thanh bình và yên ả. Quả thật, chỉ cần đứng trên cao nhìn ngắm viên ngọc quý này đã là món quà quý cho những người yêu thích khám phá. Vịnh Xuân Đài thuộc địa phận các xã Xuân Thọ, Xuân Thịnh và thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Vịnh được tạo thành nhờ dãy núi Cổ Ngựa chạy dài ra biển khoảng 15 km, tạo thành bán đảo Xuân Thịnh. Vịnh Xuân Đài có diện tích mặt nước khoảng 13.000 hectare, có độ sâu từ 7 đến 18 mét. Bờ vịnh dài khoảng 50 km, chạy qua nhiều vùng địa hình khác nhau với những tên gọi khá thú vị như gành đèn, mũi đá ong, gành đen, gành đỏ, vũng me, vũng la, bãi ôm, bãi từ nham, mũi động chanh, củ lao ông xá, đảo nhất tử sơn. Hệ sinh học của vịnh khá đa dạng, phong phú với nhiều loại hải sản đặc thù. Cá ngựa, ốc nhảy, tôm hùm và các loài cá cảnh đẹp có giá trị cao. Vịnh Xuân Đài trước đây có tên gọi là Bà Đài. Từ đầu thế kỷ trước, người Pháp sớm nhận ra tiềm năng của Vịnh Xuân Đài nên đã chọn Sông Cầu làm thủ phủ của tỉnh Phú Yên suốt một thời gian dài. Không chỉ là một viên ngọc về cảnh quan, Vịnh Xuân Đài còn có dấu ấn lịch sử quan trọng. Nơi đây còn lưu dấu những chiến công lịch sử trong công cuộc mở đất và giữ gìn bờ cõi của cha ông, như chiến công đầu tiên của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đánh tan đội thủy quân chủ lực của Nguyễn Ánh, mở ra triều đại Tây Sơn. Vịnh Xuân Đài còn là nơi bang giao đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào năm 1832. Cũng tại đây, vào tháng 4 năm 1945, tàu hải quân Nhật bị máy bay đồng minh bắn chìm. Tại vịnh biển này, nhiều di vật lịch sử như súng thần công cũng đã được tìm thấy. Sau khi no mắt với những cảnh đẹp trên cao của Vịnh Xuân Đài, đoàn chúng tôi tiến sâu vào vịnh, khám phá Nhất Tử Sơn, được xem là hòn đảo đẹp nhất của vịnh. Theo những ngư dân sống tại đây, sở dĩ có tên gọi Nhất Tử Sơn bắt nguồn từ việc đảo có thế nằm giống như chữ nhất trong tiếng Hán. Đến đây, đoàn chúng tôi rất bất ngờ với con đường ngầm vượt biển ra đảo. Từ đất liền ra đảo, chúng tôi không cần dùng thuyền mà chỉ đi bộ theo con đường nằm chìm dưới làn nước. Đây quả là một tuyệt tác thiên nhiên nối giữa bờ biển và hòn đảo lại với nhau. Điều này đã tạo ra một cảm giác đầy kích thích với những người yêu thích sự khám phá như chúng tôi. Con đường xuyên biển này càng hiện rõ khi thủy triều rút xuống. Theo người dân địa phương thì thời điểm nước dâng cao nhất chỉ ngang thắt lưng người lớn. Và chính Nhất Tử Sơn che ngang, vô hình tạo thành hai con sóng vỗ trực diện vào nhau, cuốn theo đất đá mà hình thành con đường xuyên biển này.
Cái Nhất Tự Sơn này phải nói là phía sau là cái cửa biển của Vịnh Xuân Đài. Mùa đông á là sóng gió tứ tấp. Hòn núi này chịu đựng khủng khiếp mà sự bào mòn của đá, gành đá, đặc biệt là phải nói có sớ, có vân, có gốc, có cạnh sâu sắc. Nhờ hòn núi này mà dân làng phải nói ổn định. Nếu không có hòn núi này mà dân làng mà bảo vệ cây rừng á thì sóng gió nó bào mòn thì ảnh hưởng tới dân làng, cho nên dân làng bảo vệ tối đa. Mà trên cái hòn núi á phải nói là đặc biệt, thiên nhiên tạo ra rất nhiều cây mà cây quý giá, cho nên nhiều nhân tài mà tới đây á phải nói là tìm những cái cây đặc biệt để mà làm thuốc. Khi lên đảo, chúng tôi tiếp tục bước theo con đường mòn để lên cao hơn. Trên đường đi, đoàn khám phá Việt Nam như được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Cả đảo được che phủ với khu rừng nguyên sinh bao phủ và thảm thực vật quý hiếm. Dấu vết ngôi chùa cũ giờ chỉ còn lại hiu hắt. Từ trên đảo Nhất Tự Sơn, một lần nữa chúng tôi được chiêm ngưỡng một góc khác của Vịnh Xuân Đài, với xung quanh là các ghe thuyền, nhà bè nuôi tôm hùm, cho thấy sự trù phú của vùng. Theo con đường trải dài quanh vịnh, chúng tôi thăm thú cuộc sống của dân Vạn Chài. Phía sau rặng dừa xanh, nhịp sống của những làng chài nhỏ vẫn yên ả. Những gương mặt ngư dân rất chất phác, hiền hòa. Nhộn nhịp trên bãi là cảnh người dân chuẩn bị thức ăn cho tôm hùm. Với điều kiện tự nhiên kín gió quanh năm, cũng như môi trường nước ổn định, nên nuôi tôm hùm trở thành đặc sản của vịnh. Trên vịnh Xuân Đài hiện có 1.124 hộ nuôi tôm hùm, với 13.302 lồng nuôi. Chủ yếu là tôm hùm bông, còn lại tôm đá, tôm xanh, tôm sỏi, tôm tề thiên. Tôm hùm không chỉ là sản vật quý báu của nơi này, mà còn là nguồn sống để giúp người dân Vịnh Xuân Đài ngày càng sung túc. Năm 2011, Vịnh Xuân Đài được công nhận là di tích cấp quốc gia, đồng thời đề cử là thành viên của câu lạc bộ Những Vịnh Đẹp Thế Giới. Đoàn làm phim mới chỉ khám phá một góc nhỏ của vịnh biển hiếm hoi, còn giữ nguyên nét đẹp hoang sơ thuần khiết. Chúng tôi sẽ còn trở lại, bởi Vịnh Xuân Đài vẫn còn ẩn chứa nhiều điều thú vị, cuốn hút những tâm hồn mê đắm vẻ đẹp thiên nhiên. Tạm biệt Vịnh Xuân Đài, tạm biệt Phú Yên. Chúng tôi hy vọng mình sẽ góp một phần nhỏ để đánh thức nàng tiên thiên nhiên đang ngủ quên, để mọi người đến thưởng thức.